trên đường đi chùa đi đấy, chùa Phật Quan này, anh Thông với chị Hằng mời đi chùa, có cả anh Nghĩa, chị Hoa thì trên đường đi đến chùa thì rất vui một chút, thì cháu xin tặng chúc bà một ngày nhạc rất vui, chúc bác sức khỏe. Bao yêu thương và nhớ anh xin chép lên thơ tươi trẻ cả thôi. Phải đi lễ Phật là rất là tươi. Lên chùa Phật Quan mình còn nhiều clip khác nhau nữa. Đây là anh Thông đang lái xe đây. Hello. Quý vị thấy anh Thông hôm nay đẹp trai không ạ? Và sau lưng chúng tôi là một anh Thái, cái đèn xe chạy phía sau đấy. Rồi có Mary, và anh Khang, chị Hương một xe sau. Chúng tôi ngồi xe trước để chúng tôi tiếp tục đi. Quý vị đang thưởng thức cái video rất tuyệt vời nhé. Để tôi quay lần đằng trước cho quý vị thấy xe đang chạy đây. Đấy, quý vị thấy đẹp không? Đây, chúng ta đang ở 45 sao. Đấy, 45 sao. Sáng rất đẹp rồi. Nếu mà dịp nào chúng ta sẽ đi biển thì không cùng là đây. Ok, vỗ tay đi à. Rồi, hay
chúng ta gần đến chùa rồi đấy. Nếu còn đường dài nữa thì có nhiều người sẽ tiếp giữa chương trình. Bây giờ chương trình mình là từ từ tới chùa là quay tiếp nha. À, đây rồi. Này hát rất chùa hát nha.